là la. Hôm nay thiệt là vui quá đi. Trời ơi, mưa gió như vậy mà con đi đâu? Mình bảy ướt nhem mà còn say xỉn nữa. Sao vậy con? Hả? Dạ. Trời ơi, hôm nay con có sinh nhật của mấy đứa bạn. Con có uống chút mẹ. Uống một chút thì cũng không sao. Nhưng mà vợ con đang trong thời kỳ mang bầu, con phải cố gắng chăm sóc nó nhiều hơn nữa. Đừng có để cho nó buồn, biết chưa? Dạ. Thôi ngoan, lên phòng nghỉ ngơi mẹ đi cứ con. Cứ yên tâm đi, con biết cách chăm sóc cho vợ con mà. Phải vậy không? Thôi, nè đi lên đi, tắm rửa rồi thay đồ, ướt nhem mình mấy để bệnh bây giờ á, nghe không? Đi lên nghe, hay là để mẹ pha cho con ly nước chanh nghe. Nghe. Dạ. Thôi được rồi mẹ. Mẹ cứ lên ngủ trước đi. Một chút xíu nữa con sẽ lên. Con chúc mẹ ngủ ngon nha. Con lên liền nghe. Nhớ ráng nghe, lên ăn uống tắm rửa nghỉ ngơi nha chứ con. Dạ. Giữ sức khỏe nghe. Dạ. Nghe chưa? Dạ con biết rồi mẹ. Trời ơi cái thằng này thiệt tình à. Mẹ cứ lên đi, chút xíu nữa con lên liền à. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ thử có một chút thôi. Mà nói thiệt nghe, mấy cô con gái giống như cô đó hiền lành quá, tôi không có hứng thú chút nào hết. Cô đó không bằng một góc của mấy con bồ tôi. Anh nói với tôi điều đó để làm gì? Tôi chỉ thực hiện những gì đúng trong hợp đồng mà thôi. Còn những chuyện khác tôi không quan tâm. Tốt thôi. Bây giờ cô hãy vô phòng của ba mẹ tôi, tìm cách moi tiền cho tôi đi. Cố gắng cho xong việc này đi, rồi cô có thể kết thúc hợp đồng và rời khỏi đây được rồi đó. Chuyện này khó lắm, sợ không làm được đâu. Sao lại không làm được chứ? Bây giờ cô là con dâu cưng của ba mẹ tôi rồi, cô nói gì mà ông bà không nghe chứ. Nhưng anh cũng phải cho tôi thời gian chứ. Tôi không cần biết. Cô làm sao thì làm. Công ty của cô đã ký hợp đồng với tôi rồi, thì cô phải làm đúng y như những điều hợp đồng đã ký kết. Cô hiểu chưa? Nãy giờ bà chưa ngủ hả? Hôm nay tôi thấy khó ngủ quá. Mà ông à, ông kiếm được cái tên nào để đặt cho cháu của mình chưa? Rồi, hồi nãy giờ tôi tìm được hai cái tên, nhưng mà tôi chưa biết cháu mình là con trai hay là con gái.
Thôi, tôi không có nói cho bà biết đâu. Đợi khi nào con Liên nó sanh đi rồi tôi cho bà hay. Ông nói thì thôi. Miễn sao á, cháu của mình có cái tên thật là đẹp là được rồi. À. Ừ, mà nhắc tôi mới nhớ. Ngày mai tôi định dắt con Liên đi khám, sẵn mình siêu âm luôn. Ừ, tôi thấy cũng được đó bà. Nếu mà bà nhớ mua thêm đồ ăn á, về bồi dưỡng cho con nhỏ. Mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Tôi biết rồi mà, ông nhắc làm gì không biết nữa. Nhanh nhanh lên con, nhanh lên. Dạ con không sao đâu mẹ. Không được, để mẹ đưa con đi khám. Phải biết chính xác tình trạng phát triển của đứa nhỏ thì mẹ mới yên tâm được chứ. Mẹ hả? Liên có bị gì đâu mà đi khám. Bộ mẹ không nghe nói hả? Siêu âm không tốt cho đứa trẻ đâu. Thiệt hả? Vậy thì mình không đi siêu âm. Nhưng mà mình vẫn phải đi khám. Mấy cái chuyện này quan trọng lắm, không xem thường được đâu. Dạ, con không sao đâu mẹ. Con thấy trong người khỏe lắm. Mẹ cứ yên tâm đi. Liên ăn uống ngủ nghỉ được như vậy thì chắc chắn con của con cũng rất là khỏe mạnh. Không có chuyện gì đâu mẹ. Chị nói bằng miệng không á thì làm sao mà yên tâm được. Cho dù á vợ con có khỏe hay là không khỏe thì con cũng phải đưa vợ con đi khám định kỳ hàng tháng để gặp bác sĩ chứ, để coi người ta khám đứa nhỏ tốt hay là xấu, có khỏe hay là không. Nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao. Thôi, bà điện thoại taxi đi, chở nó đi đi. Bà con nói đúng đó. Chuyện mang thai, khám định kỳ rất quan trọng. Không những mình theo dõi được sự phát triển hàng ngày của đứa nhỏ, mà tới đó bác sĩ còn dặn cho người mẹ cách ăn uống nè. Đồng thời còn phải uống thuốc bổ sung chất sắt và các vitamin nữa. Có như vậy, hai mẹ con mới phát triển khỏe mạnh. Đứa nhỏ mới phát triển bụ bẩm. Phải không? Thôi, để mẹ gọi taxi cho. Alo. Con đừng có căng thẳng quá. Chỉ đi khám thông thường thôi mà, không có gì đâu, hả? Dạ. Bây giờ làm sao đây bà Uyên? Bình thường bà nhiều cách lắm mà. Không biết sao tự nhiên mẹ Tuấn Anh lại đưa bé Liên đi khám. Hay là bé Liên bị lộ? Không có đâu. Mẹ Tuấn Anh á rất là thương con dâu và mong chờ cháu nội từng ngày. Cái chuyện đưa Liên đi khám á thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà tại sao mình lại không đoán ra tình huống này sớm hơn cơ chứ? Có ai mà nghĩ được nhiều như vậy? Bây giờ mau nghĩ cách đi. Tôi nghĩ là chắc không có kịp nữa đâu. Bây giờ có khi người ta đã tới bệnh viện rồi cũng nên. We'll be right back.
Bây giờ phải làm sao đây? Hay là để ngồi yên chờ mọi chuyện lộ ra hết vậy hả? Tôi nghĩ chắc cô không sao đâu. Anh chàng Tuấn Anh đó cũng mưu mẹo lắm. Dễ gì mà anh ta chịu để công sức của mình đổ ra uổng phí như vậy, đúng không? Chị sao rồi? Bữa giờ khám canh hoài có chưa? Chưa biết nữa đây. Sao rồi em? Dạ tốt anh, thai ổn định. Vậy thai à? Được 3 tuần rồi đó. Vậy thì tốt quá, để anh xuống đóng tiền viện phí luôn. Em đợi chút nha. Dạ. Có chuyện gì vậy? Sao rồi, cô đã khám xong chưa? Khi nào cô khám xong á, cô hãy đưa cái này cho mẹ tôi. Vậy là sao? Là sao thì cô cứ đưa đi, rồi cô sẽ hiểu. Còn cái kia thì sao? Thì dục đi chứ sao, có vậy mà cô cũng hỏi. Thôi, vô lẹ đi. Đi vô nhanh đi, mẹ tôi đang chờ ở trong đó. Alo. Dạ dạ, báo cáo sếp. Khám thai xong rồi. Cũng may là mình không bị phát hiện. Vậy là mình đã trút được một nỗi lo rồi. Ừ, thiệt. Mà tình hình lúc đó gấp quá. Thiệt tình là tôi cũng không biết phải làm sao á. Công nhận chàng Tuấn Anh này cao tay thiệt. Đến nước đó mà vẫn còn thoát hiểm một cách khó tin. Tôi đã nói rồi mà, không đời nào anh ta chịu bó tay ngồi nhìn để mọi chuyện bại lộ dễ dàng vậy đâu. Hay quá ha. Mà mình á, đồng hành với cái kiểu hợp đồng với mấy ông khách như vậy nè, thật là nguy hiểm đó. Hy vọng từ đây về sau công ty mình á, không nhận hợp đồng giống như vậy nữa. Ừ. Gì vậy? Đầu bạc ra hả? Tại máu bà xấu thôi chứ khi xưa bà đẹp mà. Ông à, cái chuyện mà ông tính cho vốn thằng Tuấn Anh đó. Ừ. Ông tính chừng nào đưa cho nó? Từ từ thôi bà, đừng có hấp tấp quá, từ từ đi. Tài sản của mình thì trước sau gì cũng là của nó thôi. Gấp gáp cái gì chứ, nó lớn rồi, cũng cần có vốn làm ăn với người ta chứ. Nhưng mà bà nè, về đợt này á, bà có thấy Tuấn Anh nó thấy lạ lạ không? Gì? Tôi thấy nó ít đi chơi với bạn bè hơn, không có tụ tập như những lúc trước nữa. Và lại á, nó không xin tiền như lúc trước. Mà lần trước á, tôi có hứa cho nó chút vốn liếng làm ăn mà tôi cũng không thấy nó đòi nữa. Mấy lần trước hôm đó đó, nó cứ nhốn nháo đòi hoài à. Thì bây giờ nó lớn rồi, nó cũng chững chạc hơn trước. Với lại biết mình sắp làm cha rồi, tánh nó cũng bớt bồng bột hơn. Ông thấy nó thay đổi như vậy, ông phải mừng cho nó chứ. Thật sự với bà, nếu nó quyết chí làm ăn á, thì tôi cũng không có tiếc gì với nó đâu. Tôi sẽ bán hết cổ phiếu ở bên Mỹ á, cho nó làm vốn liếng để mà nuôi vợ nuôi con. Nhưng công ty bên đó ông tốn sức rất nhiều để gầy dựng nên, giờ ông tính bán nó thiệt hả? Bán đi thì cũng tiếc thiệt. Nhưng mà cả đời tôi với bà vất vả cũng vì thằng Tuấn Anh thôi.
Mình không lo cho nó thì lo cho ai bây giờ? Ông nói cũng phải. Bao nhiêu năm lăn lộn nơi xứ người, tôi thấy mình cũng mệt mỏi quá. Giờ tôi với ông đâu còn sức đâu mà bôn ba kiếm tiền như lúc trước nữa. Đã đến lúc mình nghỉ ngơi rồi ông à. À, mà quên hả, tôi với bà sắp sửa lên chức rồi đó. Thấy không, thằng Tuấn Anh bây giờ nó thay đổi nhiều quá. Mà con dâu của mình á thì lại dễ thương xinh đẹp. Mình còn gì phải lo nữa phải không bà? Đúng không? Vậy vài bữa nữa mình tính toán qua bển thu xếp mọi chuyện liền đi ông ha. Ừ. Có phải Tuấn Anh không? Không biết. Sao rồi? Tại sao cô không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ mà tôi đã giao vậy? Đúng là vô tích sự mà. Vì con như vậy cũng làm không xong. Cô đã không nghe lời tôi, tức là cô đã vi phạm hợp đồng. Tôi sẽ gọi điện về công ty của cô để đòi tiền bồi thường, để xem lúc đó ông bà sếp của cô trả lời ra sao nghe. Anh không được làm như vậy. Cô điên hả? Bây giờ biết sợ rồi đúng không? Sao anh quá đáng quá vậy? Thật tình á, tôi chưa từng thấy một người nào tệ như anh vậy hết á. Anh đã lớn từng này tuổi rồi mà tối ngày á chỉ biết ngửa tay xin tiền cha mẹ của anh. Anh có biết ba mẹ anh đã kỳ vọng vào anh nhiều lắm không? Họ cứ nghĩ á là anh đã thay đổi, biết suy nghĩ chín chắn nhiều hơn, biết yêu thương họ hơn. Nhưng anh á thì vẫn chứng nào tật đó. Anh không thay đổi. Anh không thấy có lỗi với những người đã sinh thành ra anh hay sao? Câm miệng. Cô không có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi hết. Nghe rõ chưa? Tôi cũng muốn im lắm chứ. Nhưng mà giờ thì tôi hết chịu nổi anh rồi. Ba mẹ của anh á đang tính quay về lại Mỹ á, bán cổ phần để cho anh kiếm tiền làm ăn. Thiệt hả? Ba mẹ tính bán cổ phần cho tôi thiệt hả? Nãy giờ sao cô không nói sớm? Cô làm tốt như vậy, tôi sẽ chia một phần cho cô. Lúc đó cô khỏi phải đi làm ở công ty quái quỷ đó nữa. Tôi không cần tiền của anh. Tôi không tin là cô lại chia tiền đâu. Anh không tin thì cũng chẳng có gì là lạ. Chỉ có những loại người như anh, đồng tiền to như cái bánh xe bò vậy đó. Còn tình thân thì đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh cứ tiếp tục sống kiểu đó thì có ngày anh sẽ hối hận. Nè, cô tưởng cô là ai vậy? Cô tưởng cô là vợ tôi hả? Là con dâu trong nhà này sao? Nhắc cho cô nhớ nha, cô chỉ là vợ giả của tôi thôi, là người tôi bỏ tiền ra thuê. Vậy thì cô lấy quyền gì chỉ trích tôi chứ? Quá đáng. Bà, mẹ, sao rồi Lãm? Tình hình có gì mới không? Dạ, báo cáo sếp là mọi chuyện là đều yên ổn, không có gì đâu. Yên tâm đi. Ê, sao rồi? Vẫn vậy thôi, không có gì động tĩnh hết. Cái hợp đồng này lâu quá. Sao
Tôi thấy hồi hộp ghê luôn á. Còn vài ngày nữa là ba mẹ Tuấn Anh sẽ trở về nước ngoài. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuấn Anh, con nói thật đi, chuyện này là thế nào? Dạ, dạ con có nói gì đâu ba mẹ. Con đừng có chối nữa. Hồi nãy giờ ba mẹ nghe hết rồi. Ba mẹ đang vui, định đưa tiền cho hai vợ chồng con làm ăn, nhưng không ngờ ba mẹ lại được nghe chuyện này. Con đừng có hòng bày trò lường gạt ba mẹ nữa. Dạ, chắc ba mẹ nghe nhầm sao chứ, con có ý định lừa dối gì ba mẹ đâu. Liệt, con nói đi, mọi chuyện là như thế nào? Con nói đi. Dạ, dạ, con định không nói sự thật phải không? Dạ, con xin lỗi hai bác. Thật ra giữa con và anh Tuấn Anh chẳng có quan hệ gì hết á. Trời ơi, con chỉ là một nhân viên tư vấn của một công ty và được anh Tuấn Anh thuê về để làm vợ giả mà thôi. Vậy còn cái thai trong bụng là của ai? Dạ, cái này là của ai con nói đi. Cái thai là giả à? Vậy còn chuyện đi khám thai thì là sao? Mày có biết là tao với mẹ mày là nóng lòng muốn có cháu nội bồng, nên mới bày trò diễn kịch như vậy để moi tiền vợ chồng của tao đúng không? Tại sao cô lại lừa dối vợ chồng tôi? Tại sao cô lại giả vợ chưa cưới của nó? Cô giả vợ mang thai là vì cái gì? Có phải vì tiền không? Chỉ vì tiền mà cô chấp nhận đóng giả để lừa gạt vợ chồng tôi sao? Thiệt là uổng công tôi đối xử tốt với cô như vậy. Thật không ngờ, nếu chỉ vì tiền mà cô bày trò lừa gạt người khác như vậy á, thì tiền đây nè, tôi cho cô nè. Con đang cần tiền, sao ba mẹ không cho mà dùng tùm lum vậy? Bị gì không vậy? Bị ai ăn hiếp không? Bị giờ nói đi, đứa nào quất nó liền á. Bị đằng kia ăn hiếp
liền phải không? Được rồi, tôi đi quốc đó liền. Anh gọi xuống đi. Không phải đó hả? Ai vậy? Nói đi. Chứ bây giờ hỏi không trả lời. Cứ lần nào khóc mà hỏi thì không trả lời. Bây giờ thì biết quốc ai? Bây giờ phải nói mới biết con người để quốc chứ. Sao tôi hối hận quá à? Hối hận? Cái gì? Bà mẹ Quan Tuấn Anh đối xử tốt với tôi như vậy, vậy mà tôi nỡ lòng nào gạt họ. À, cái vụ đó hả? Nãy nếu vậy thôi thì người ta ra giấu, người ta vô cứu đi là hết chuyện rồi. Mà họ có làm gì nguy hiểm cho tôi đâu. Mà anh vô đó giải quyết được gì? Sao không được? Tôi vô tôi nói thẳng, tôi chỉ thẳng vô mặt là tôi nói là ê, con của mấy người là chủ mưu chứ Liên là không có chủ mưu à. Mà nói không được á là tôi quất họ luôn á. À, quất liền á, tiếng trước tiếng sau quất liền á. Mà rõ ràng là tôi gạt họ mà. Thì Liên đâu có muốn đâu, đúng không? Là do khách hàng nào nói sao mình làm vậy. Thì mình khách hàng là bà nội người ta mà. Ừ thì mà cũng tại tôi mà công ty bẻ hợp đồng rồi nè. Thì đâu có muốn đâu. Thì lỡ thì thôi. Thôi thì nên đi. Thôi tôi đưa về nha. Chứ thôi để bà Quyên với ông Hiển lo. Anh nói với họ được hả? Nói. Anh này. Ba mẹ tính đi đâu vậy? Vợ chồng tao để lại cho mày căn nhà này, mày muốn làm gì thì làm, xem như không liên quan gì tới vợ chồng tao. Nhưng trước khi đi thì ba mẹ cũng phải để lại cho con ít tiền chứ. Ba mẹ không nhớ là đã hứa với con những gì sao? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính của mày khó giờ lắm đó. Cũng may là vợ chồng tao chưa bán hết công ty bên Mỹ để lo cho mày. Nếu không á, vợ chồng tao ra ngoài mở cũng chỉ vì mày đó. Từ đây mày tự lo cho bản thân của mày đi, đừng có hòng vợ chồng tao lo cho mày một cách nào nữa. Tự lao động mà nuôi sống lấy bản thân mình. Ba mẹ tính đi thiệt sao? Rồi con lấy gì con sống đây? Chuyện sống chết là của mày. Ba, mày tránh ra, tao không cần mày lo. Vợ chồng tao quá tin tưởng mày, lo lắng cho mày. Rồi bây giờ mình trở thành đứa như vậy, đúng không? Mày suy gẫm lại việc làm của mày đi. Đi ba, ra sân bay, nhanh lên. Ba, không. Ba, mẹ. Buông ra. Ba, mẹ. Con lấy gì mà sống đây ba mẹ? Không biết bé Liên đi đâu nữa, mà giờ này lắm cũng không thấy gọi điện thoại về báo nữa. Vô đi. Cậu làm cái gì vậy? Liên. Em ngồi đi. Liên. Thôi thì nói chuyện đi. Em xin lỗi vì em hợp đồng của công ty không thể hoàn thành tốt được. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Nhưng mà đó không phải là lỗi của em. Thật sự em cũng đã làm hết khả năng và đã cố gắng hết sức rồi còn gì.
Đây có lẽ là bài học đắt giá đối với công ty của mình khi nhận hợp đồng tiếp theo. Thật là sai lầm khi đồng hành với vị khách trời ơi như anh chàng Tuấn Anh đó. Chỉ tội cho ba mẹ của Tuấn Anh thôi. Có được một thằng con trai suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, ngay cả bản thân mình cũng không nuôi nổi nữa là sao? Ba mẹ anh ta giận á thì nói như vậy thôi, chứ mà khi nghĩ lại á thì không bỏ anh ta được đâu. Ba mẹ nào mà chẳng thương con. Tôi nghĩ á, nhân dịp này á, hai ông bà cũng muốn dạy cho anh ta một bài học nên người đó chứ. Anh vẫn còn giận cô Hiển hả? Tôi cho nó ra nước ngoài du học mấy năm trời. Tưởng khi trở về á, nó làm cho mình nở mày nở mặt. Nào ngờ nó chỉ thích làm theo ý thích riêng của nó. Nó mở ra một công ty cho thuê tình yêu quái quỷ gì đó. Hỏi anh tôi không buồn sẽ được. Suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ nó khác xa lứa tuổi của tôi với anh. Không dễ gì mà mình hiểu hết được. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có lòng tin với cậu Hiển. Cái chuyện nó mở công ty đó đã khiến cho tôi lo. Nhưng điều tôi lo hơn á là tình cảm giữa tôi với nó ngày một á nguội lạnh đi. Anh thấy đó, ngay cả tôi bị bệnh nó cũng không thèm về thăm tôi nữa. Anh thấy tôi có thể chấp nhận được không? Ông bà ta nói đúng, nước mắt thì chỉ chảy xuôi thôi. Con cái ít khi nào hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Anh cứ lấy vợ sinh con đi, rồi sẽ biết tôi buồn về cái gì. Trước giờ tôi cứ nghĩ những người sống độc thân quanh năm dò dỏ như tôi mới có nỗi khổ. Không ngờ người có gia đình, có vợ con như anh cũng phải lo những nỗi lo khác. À, tôi xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc công ty bất động sản Trần Đình. Dạ, chào anh Thoại. Tôi muốn có một cô trợ lý để cùng tôi đi gặp đối tác. Tôi cũng xin nói thật là đối tác lần này của chúng tôi rất là quan trọng. Nếu mà không thuyết phục họ ký được hợp đồng thì dự án của chúng tôi khó lòng mà triển khai được. Nhưng mà chẳng lẽ trước giờ ông không có trợ lý hay sao ạ? Không, tất nhiên là có đó chứ. Tôi có một cô trợ lý rất là trẻ, rất là đẹp, duyên dáng, làm việc rất là tốt. Nhưng có một khuyết điểm là giao tiếp yếu lắm. Mỗi lần mà đi gặp đối tác là cổ y như khúc gỗ vậy, không nói năng gì hết. Chính vì lẽ đó hôm nay tôi tới đây, tôi muốn tìm một cô thư ký biết cách giao tiếp lịch sự, vui vẻ. Nói chung là tạo cho cái bầu không khí của cuộc gặp lần này hết sức là cởi mở. Bởi vì anh chị cũng biết rồi, việc làm ăn không phải lúc nào việc đàm phán để ký hợp đồng nó được suôn sẻ đâu. Đôi lúc nó cũng căng thẳng và nó tạo cho mình một cái áp lực lớn lắm. Vì vậy tôi muốn anh chị tìm cho tôi một cô trợ lý tạo nên một cái không khí mới trong lần gặp này. Nhưng ông định lúc nào sẽ gặp đối tác? Dạ 8 giờ tối nay. 8 giờ? Ừ. Dạ chú à, dạ là ơn cho con hỏi thăm, đây có phải là nhà của ông? Đúng rồi. Lãm đã theo ông ta về đến nhà. Đúng là ông ta tên Trần Đình Thoại, giám đốc của một công ty bất động sản Trần Đình. Theo lời hàng xóm nói á, thì vợ chồng ông ta sống với nhau rất là hạnh phúc. Mà gần đây á, gia đình vợ còn hỗ trợ cho ông ta một số vốn để làm ăn riêng nữa. Vậy là những gì ông ta giới thiệu với mình là hoàn toàn đúng. Ừ.
Nhưng cái chuyện đi tìm trợ lý để thay thế, tôi thấy chuyện đó cũng hơi lạ. Điều đó đâu có thật sự cần thiết. Thật ra thì cũng không lạ lắm. Thời buổi hiện đại, người ta ngày càng chú trọng đến vấn đề bề ngoài. Phần lớn các chủ doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều muốn tạo vị thế của mình trước mặt đối tác. Cho nên là những gì đi bên cạnh họ cũng phải lấp lánh hợp thời, cho dù đó là người yêu hay là nhân viên của họ thôi. Chính vì ấn tượng khi giao tiếp sẽ tạo thuận lợi cho công việc và các mối quan hệ riêng, cho nên là họ rất là chú trọng đến nó. Bà phân tích nghe cũng có lý. Ừ. Nhưng mà làm sao bà biết hay vậy? Thì có gì đâu. Ông sếp lúc trước của tôi á cũng vậy, cũng xem trọng mấy cô chân dài, cho nên á tôi mới qua đây làm trợ lý cho ông nè. Tại vì tôi cũng không có xem trọng hình thức bên ngoài cho lắm, cho nên tôi mới kêu bà làm trợ lý rồi kiêm luôn quân sư cho tôi nè. Bà nghĩ có đúng không? Hay quá ha. Sao vậy? Giận rồi hả? Ai thèm giận ông. Thôi 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 thôi, vô vấn đề chính đi. Hợp đồng lần này á yêu cầu một cô trợ lý phải thông minh và thật khéo léo trong việc giao tiếp nữa, để có thể giúp ông Thoại ký được hợp đồng với đối tác. Nhưng mà chỉ còn hơn một giờ nữa là phải thực hiện hợp đồng rồi. Tôi sợ mình sẽ chuẩn bị không kịp đâu. Thì chính vì cái thời gian gấp rút như vậy, cho nên ông có năn nỉ tôi cũng đâu dám nhận lời. Để đóng vai trò trợ lý của ông Thoại, đòi hỏi nhân viên của mình phải thật hiểu biết về tình hình của công ty ông Trần Đình, cũng như phải có khả năng thuyết phục thật sắc bén. Vì nếu phá hỏng hợp đồng thì sẽ rất nguy hiểm cho việc làm ăn của ông ta và cả uy tín cho công ty của mình nữa. Vậy để tôi gọi điện thoại từ chối ông ta, cho ông ta tìm cách khác. Thưa giám đốc, tôi muốn thực hiện hợp đồng này. Ăn cơm thôi. Ngon quá vậy ta. Ủa, Liên vẫn còn buồn vụ hồi chiều quá hả? Liên cũng không biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Chỉ vì giúp Tuấn Anh mà lại làm cho ba mẹ của anh ta càng thêm thất vọng. Em đừng có buồn nữa. Mình là nhân viên mà, mình phải làm theo những gì mà hợp đồng công ty đã ký chứ. Đúng rồi đó. Với lại bản thân mình làm sao có quyền chọn lựa khách hàng được, đúng không? Em cũng nghĩ vậy, nhưng sao vẫn thấy buồn? Em buồn làm cái gì? Chị đã nói rồi mà, mình là nhân viên thôi, mình đã chấp nhận theo cái việc này á là mình phải đối mặt với những thử thách, đúng không? Trong cuộc sống á, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết đó. Mà chị Hoài Anh không có nhà hả chị? Hôm nay Hoài Anh nó đi ký hợp đồng rồi. Em thấy á, chị Hoài Anh mạo hiểm quá trời. Thời gian gấp như vậy mà cũng dám nhận lời nữa. Biết là vậy, nhưng mà chị nghĩ rằng Hoài Anh nó sẽ làm tốt. Tại vì trong số tụi mình thì ít ra Hoài Anh nó có lợi thế về ngoại hình nè. Rồi nó lại đi làm lâu rồi, chị nghĩ là nhất định nó sẽ làm được đó. Vậy thôi, ăn đi. Ăn đi, ăn nhiều rau vô. Anh chào anh. Kệnh lâu sốt ruột quá. Mời anh ngồi. Anh chờ ai vậy? Tôi chờ cô thư ký của tôi. Có phải cái cô hôm trước mà suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng nói chẳng rằng với ai? Dạ không, cô khác anh à. Vậy thì hay lắm. Dạ. Chứ cái cô lần trước hả, trông thì xinh thiệt. Dạ. Nhưng mà chán lắm. Ông ấy đâu? Bên kia. Bên bản hả? Được rồi, em cứ qua bản đi.
Có chuyện gì gọi anh. Dạ em đi. Chào em. Tới rồi hả? Chào anh. Sao trễ vậy em? Dạ em xin lỗi. Chào anh Trọng đi. Mời. Chào em. Dạ chào anh. Mời em ngồi. Ngồi đi em. Xin giới thiệu với anh Trọng, cô trợ lý của tôi đó anh Trọng. Cô ấy xinh thật. Dạ. Em xin lỗi, em đã tới trễ. Không sao, có gì đâu nè. Đây đây đây, mời anh Trọng. À đây, mời anh. Mời em. Chúc mừng. Dạ. Được được được. Mời. Em mời em. Chắc đang ăn ở bệnh. Một bên thì đồ ăn, bia bọt phủ phê. Một bên thì trà đá cũng không có. Ông trời bất công quá.